22 tuổi chưa có kinh nguyệt, cô gái sốc khi biết mình thiếu tử cung. Ở tuổi 22, Hà chưa một lần có kinh nguyệt, tìm tới bác sĩ để thăm khám, cô bất ngờ khi được thông báo cơ thể của mình không có tử cung. Thu Hà, 22 tuổi, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, tìm tới bác sĩ Cao Hữu Thịnh, bệnh viện Từ Dũ xin khám sản khoa. Hà cho biết cô chưa một lần có kinh nguyệt, kết quả chụp MRI cho thấy Hà không có tử cung. Hai bên buồng trứng của bệnh nhân vẫn tiết nội tiết tố, vì vậy nếu muốn có con, Hà phải thực hiện mang thai hộ. Ngoài ra, kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số AMH của Hà rất thấp, chỉ có 1.5 AMH, được tiết trực tiếp bởi các tế bào hạt của nang noãn buồng trứng và có liên quan trực tiếp với số lượng nang noãn nguyên thủy trong buồng trứng. Lượng AMH cho biết số nang noãn non hiện có trong buồng trứng hay còn gọi là dự trữ buồng trứng. Bác sĩ Thịnh cho rằng khả năng dự trữ buồng trứng của bệnh nhân kém. Nếu chờ tới khi kết hôn, có thể cô không còn trứng. Bác sĩ tư vấn Hà nên gửi trứng vào ngân hàng để đảm bảo chất lượng, chi phí khoảng 7 triệu đồng trên năm. Theo bác sĩ Phan Chí Thành, chánh văn phòng Trung tâm Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Phụ sản Trung ương, tử cung hay còn gọi là dạ con là bộ phận sinh sản quan trọng của người phụ nữ. Nó được hình thành ở bụng dưới và hoàn chỉnh về cấu trúc ngay khi còn trong bụng mẹ và thay đổi về độ lớn cũng như hình dáng và kích thước theo sự phát triển của người phụ nữ. Bác sĩ Thành cho biết trường hợp không có tử cung cũng là một trong nhóm bất thường cơ quan sinh sản khiến chị em phụ nữ không thể sinh con. Đây là dị tật bẩm sinh, tử cung bị teo đi, chỉ còn lại vết tích bào thai và một màng mỏng. Dị tật này gây ảnh hưởng nặng nề cho cuộc sống chị em, như không có kinh nguyệt và không thể mang thai. Theo bác sĩ Thành, ngoài bất thường không có tử cung, nhiều chị em phụ nữ còn đứng trước nguy cơ hiếm muộn với các bất thường khác như tử cung đôi, hai vách ngăn, tử cung nhi tính. Tỷ lệ dị dạng tử cung được chẩn đoán bằng các kỹ thuật hình ảnh dao động trong khoảng 0.1-1%. Tỷ lệ này cao hơn ở các phụ nữ bị sảy thai nhiều lần liên tiếp. Bác sĩ Thành khuyến cáo dù do nguyên nhân nào, bệnh nhân cũng cần phải được tìm hiểu, thăm khám và điều trị sớm nhất có thể để không bị các biến chứng nguy hiểm, đặc biệt là ảnh hưởng lớn đến thiên chức làm mẹ sau này. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.